Làm sữa siêu nhanh chỉ với 8 phút máy xay với chức năng sữa không nấu. Mình làm sữa từ hạt hạnh nhân và yến mạch. Đầu tiên nguyên liệu mình chuẩn bị là 40g hạnh nhân mình có ngâm và tách phần vỏ nâu, 30g hạt yến mạch và mình sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu này vào trong cối máy. Nếu như các bạn thích ngọt thì các bạn có thể cho vào đây một chút đường phèn nhé. Mình cho 500ml nước thôi nhé, bởi vì cho ít nước thì sẽ giúp cho cái hạt của chúng ta được xay thật là mịn nhuyễn nhất có thể. Sau đó khi mà máy xay xong thì mình sẽ cho thêm nước theo cái mực là khoảng 1 lít với cái công thức này nhé.